Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa dị truyện, tác giả Vô Thần, tập số 15. Bình Khánh hét lên một tiếng, bàn tay đập mạnh vào lưng Trường Hà. Bóng dáng đang rút đao kia lập tức hạ quỷ tay xuống. Trường Hà theo phản xạ lập tức bật dậy, kiếm gỗ đào cũng nắm chặt trong tay. Có chuyện gì? Bình Khánh làm bộ miếu máu. Con xin lỗi, là con mơ thấy ác mộng. Trường Hà hô lên. Quỳnh Như, có ta ở đây rồi. Vừa rồi chính là đứa trẻ này ngủ mơ, ta vẫn thức, không thấy có chuyện gì khác thường cả. Canh mấy rồi? Tới phiên của ta chưa? Nãy giờ chưa được nửa canh giờ nữa. Quỳnh cứ ngủ tiếp đi, tới phiên ta sẽ đánh thức. Trường Hà quay sang càm ràm. Ê, thằng nhóc này nằm xa ta ra một chút, kẻo mơ thấy ác mộng lại đấm oan ta nữa. Minh Khánh hiểu không thể ngủ tiếp, cũng không chắc chắn có phải vừa rồi nghe ra Quỳnh Như rút kiếm hay không, nhưng tuyệt đối không dám ngủ nữa. Thúc Thúc à, con muốn đi giải quyết, Thúc dẫn con đi được không? Trường Hà tuy mệt mỏi nhưng cũng đáp. Phiền quá, được rồi, đi thì đi. Trường Hà định đứng dậy mở cửa thì Minh Khánh lại mè nheo. Quỳnh Như của cô à, có thể thắp đèn lên giúp con không? Con còn phải đi dạy nữa. Bóng đen ngồi đó khẽ giật mình, lào bầu nói. Lắm chuyện, đêm hôm đi đâu xa mà phải đeo dạy chứ. Chân con bị thương lúc mới tới đây, không đi dạy sẽ đau lắm. Bóng đen của Quỳnh Như khẽ đưa tay sờ soạn ngọn đèn. Không ngờ sau đó liền nghe một tiếng xoảng, chiếc đèn rơi xuống đất, liền chảy hết dầu. Quỳnh Như liền hốt hoảng. Xin lỗi, tối quá ta lỡ tay làm đổ đèn dầu rồi. Làm sao bây giờ? Hay là cứ chịu đau một chút á, ra trước cửa kia xử lý đi. Đêm hôm không ai nhìn thấy đâu. Minh Khánh định lên tiếng tiếp, không ngờ ngay lập tức Trường Hà bước tới bên cạnh, đặt bàn tay lên bả vai Minh Khánh, khẽ bóp chặt, như ra hiệu hắn hãy im lặng. Ông nói. Chết thật, Quỳnh Như đạo trưởng không thể nói vậy. Chùa chiền là chúng linh thiêng, mặc dù chúng ta không phải là Phật tu, nhưng cũng là đạo sĩ chân chính, không thể gây ra hành động mất mặt như vậy được. Hay là phiền Quỳnh Như đạo trưởng về phòng của mình lấy một cái đèn khác được không? Đứa trẻ này còn phải đi dạy đó. Bóng đèn kia liền đứng bật dậy. Trong một giây phút ngắn ngủi, Minh Khánh cảm thấy rùng mình. Một phần vì sợ, một phần vì bàn tay Trường Hà cũng đồng thời bóp chặt hơn một chút. Minh Khánh hồi hộp chờ đợi. Bóng đen trước mặt không có động thái gì. Dần dần khi mắt đã quen với bóng tối, Minh Khánh thấy phần bóng lưng với bàn tay của Quỳnh Như đạo trưởng đang dần nâng lên. Minh Khánh giật mình lùi lại, cảm tưởng như trong phòng chuẩn bị xảy ra một trận xô xát. Nào ngờ bóng đen kia nâng bàn tay đến lưng chừng thì dừng lại, kèm theo lời nói có phần lạnh nhạt. Được rồi, đợi ta đi lấy đèn cho các ngươi. Quỳnh Như đứng dậy, liền hướng về cửa chính mà bước ra. Ánh trăng bên ngoài được dịp rọi vào, khiến cho căn phòng lúc này sáng hơn một chút. Nhưng nữ đạo sĩ quay lưng lại với bọn họ, chỉ hiện ra bóng lưng đang bước đi xa dần. Lúc nữ đạo sĩ bước ra khỏi căn phòng, Minh Khánh có một loại cảm giác rút bỏ đi được một phần nào áp lực. Bàn tay của Trường Hà cũng thả hắn ra, đôi mắt không ngừng nhìn về phía cửa. Ông ta nói. Nhóc nè, cái túi mà ta dùng để kê đầu trước khi Quỳnh Như đạo sĩ mang tới có đồ đánh lửa đó. Nhóc tìm đồ đánh lửa thắp lên cho ta được không? Minh Khánh nghe được giọng điệu khẩn trương của đối phương, đoán chừng Trường Hà cũng giống như mình, biết mối nguy hiểm mơ hồ vừa rồi. Liền gấp gáp mò xuống tấm chiếu hai người đang nằm. Không khó để Minh Khánh tìm ra mấy cây nến sáp từ mỡ động vật, còn có cả đá đánh lửa nè. Minh Khánh cẩn thận đánh lửa thắp nến lên,
sau đó còn tỉ mỉ dùng miếng dẻ lau sạch chỗ dầu bị đổ trên nền nhà, kẻo gây ra hỏa hoạn. Căn phòng sáng lên. Trường Hà nhìn quanh một vòng, đôi mắt mở to kinh sợ. Đến khi nhìn lại thì căn phòng đã rực sáng. Minh Khánh nhìn ra đạo sĩ Trường Hà đang mở to con mắt. Toàn bộ những lá bùa mà Trường Hà dán trong gian phòng này được vẽ bằng mực chu sa. Hiện tại chúng chảy xuống, nhìn chẳng khác nào những lá bùa đang rỉ máu. Vừa rồi là nó đã ở đây, không phải Quỳnh Như, mà là nó. Minh Khánh liền di chuyển tới bên giường, nhìn thấy Thanh Thư vẫn còn thở mới có phần hoàng hồn. Thúc thúc à, Quỳnh Như đào cô vừa rồi có phải là... Trường Hà vội vã đưa một ngón tay lên miệng ra dấu, tiếp sau đó khẽ gật đầu. Hành động đó khiến cho Minh Khánh rùng mình kinh sợ. Trường Hà sau đó đóng cửa, lại lôi ra một cuộn chỉ đỏ, dùng chỉ ấy giăng khắp căn phòng. Chẳng mấy chốc mà Minh Khánh nhìn bài trí bên trong đã kín như màn nhện. Trường Hà tiếp tục lôi ra một bức tượng đạo sĩ bằng kim loại đen ngòm. Ông ta đặt cái tượng đen kia trước cửa, sau đó buộc điểm cuối cùng của đoạn chỉ đỏ vào chân tượng, tay kết ấn, miệng đọc chú. Minh Khánh không biết tụ pháp đạo gia, chỉ cho đến khi Trường Hà bỏ tủ ấn xuống, bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, miệng nói thành tiếng: "Sư tổ, người nhất định phải phụ trợ đệ tử vượt qua kiếp nạn này." Minh Khánh định đánh thức Thanh Thư, nhưng Trường Hà quay lại lắc đầu: "Cứ để con bé ngủ đi. Kiếp nạn này nếu không vượt qua được thì cũng đừng để cô bé ra đi trong sợ hãi." Lời nói của đạo sĩ khiến Minh Khánh không lạnh mà run. Trường Hà lại nói: "Làm sao nhóc biết đó không phải là Quỳnh Như? Có phải vừa rồi là nhóc đánh thức ta vậy hay không?" "Dạ, vừa rồi người kia bước vào, con có một cảm giác không an toàn, cho nên lúc tắt đèn thì không có dám ngủ, và đặc biệt phát hiện ra người kia không có hơi thở." "Thì ra là vậy. Nếu đêm nay không có nhóc tình ý, chúng ta bỏ mạng rồi." Minh Khánh không nói gì, trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Trường Hà im bặt một đoạn thời gian rồi lại nói: "Mà cũng kỳ lạ thật, nó vào đây ta không cảm nhận được, vậy mà nhóc lại biết. Linh tính của nhóc mạnh thật đó, nếu không tu đạo thì thật là tiếc." Trường Hà vốn học đạo thành tài ở đạo quán Cổ Linh thuộc phủ Tam Giang. Khoảng một tháng trước, từ đồng đạo trong giới trừ tà, Trường Hà nhận được một lời mời trừ tà tại một ngôi làng xa xôi tận phủ Thanh Hoa. Vì được giới thiệu đây là vụ trừ tà khó, vốn cũng đang phân vân, thì biết được không chỉ có mỗi Trường Hà, mà còn một vài người quen có đạo thuật cao minh cũng được mời đến. Người đồng đạo giới thiệu cũng chỉ là người chuyển lời, còn ai thực sự mời Trường Hà thì ông không rõ được. Chỉ biết rằng người đó đã trả công rất hậu hĩnh, thậm chí còn chưa gặp đã gửi trước một nửa tiền công. Sau khi Trường Hà cất công tới nơi thì biết được địa điểm nơi này gọi là làng trúc. Bởi lẽ địa phận này trồng nhiều tre trúc mới có cái tên như vậy. Ở nơi đây trước đó phát sinh ra một sự việc nghiêm trọng. Trong làng có một ngôi chùa nằm sâu trong hẻm núi, tên gọi là Thanh Trúc. Cách thời khắc Trường Hà đặt chân đến khoảng nửa tháng đã xảy ra một sự việc đau lòng. Hơn 30 tăng nhân trong chùa trong một đêm đều biến mất không dấu tích. Duy chỉ sót lại xác của trụ trì, ông treo cổ ngay trước điện Tam Bảo. Trong chùa khắp mỗi ngóc ngách đều có những vệt máu vương vãi. Ngày Trường Hà đến là một buổi tối, khi đó không gặp được thôn dân nào cả, chỉ có trưởng làng bước ra tiếp đón. Người này nói với Trường Hà, kể từ khi trong chùa có vụ thảm án kia, trong làng ban đêm thường xuất hiện ma quỷ hoành hành. Khi thì người ta nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết của tăng nhân, khi lại nghe trong chùa có tiếng tụng kinh gõ mõ, dù nơi đó bây giờ chẳng còn có ai. Dân làng cũng có vài trường hợp ban đêm thấy những bóng đen kỳ lạ di chuyển. Vì thế, mỗi khi đêm đến, tuyệt đối không có ai dám ra khỏi nhà. Đến trước Trường Hà có một số đạo sĩ, hiện đều đang ở trong chùa. Lúc này Trường Hà nóng lòng muốn vào chùa xem xét sự tình, thì trưởng làng liền ngăn lại. Nếu muốn vào thì phải chấp nhận điều kiện, ở lại chùa cho đến ngày tìm ra chân tướng.
đồ thực phẩm mỗi 3 ngày sẽ có người đem đến đặt ở trước cổng. Có yêu cầu gì chỉ cần ghi ra giấy, đặt vào cái hộp rỗng trước cổng thì người làng sẽ đáp ứng. Còn nếu không chấp nhận điều kiện đó thì không thể tham gia trừ tà. Khi trước có vài tên đạo sĩ giả tới lừa ăn lừa uống, lừa tiền của dân làng, nên về sau người làng mới nghiêm khắc như vậy. Trưởng làng cũng nói thêm, chỉ cần trừ được ma quỷ, trả lại sự bình yên cho ngôi chùa, thì thù lao lúc trước đã đưa không phải là một nửa, mà chỉ là 1/10 mà thôi. Trường Hà khi đó bị tiền làm cho mở mắt, lại nghĩ chuyện này nằm trong tầm tay, nên ký vào giấy cam đoan. Vài ngày sau, ngôi chùa còn đón thêm vài người nữa, tổng cộng là 18 người. Thế nhưng cũng từ ngày ấy, những đạo sĩ có mặt trong chùa không thể tra xét ra bất cứ thứ gì tồn tại ở đây. Chỉ biết là cứ vài ngày trôi qua, lại có một người bỏ mạng. Mọi người đều mù tịt về thứ quỷ dị kia. Cho đến một ngày, có một người suýt chết. Người này là Thiên Long đạo trưởng ở Am Thiên An, tuổi đã ngoài 60. Trong một lần nhìn thấy một vị đồng đạo đang đi lang thang trong khuôn viên chùa, Thiên Long đạo trưởng có lòng nhắc nhở đối phương đêm hôm phải thật cẩn thận, không nên đi một mình, thì không thấy đối phương trả lời. Thấy kỳ lạ cho nên tiếp cận để mà hỏi. Nào ngờ khi đối phương quay mặt lại thì mặt mày trắng bệch như xác chết. Từ hai mắt máu không ngừng rỉ xuống, nhìn quỷ dị vô cùng. Sau khi người kia ngã ra đất thì Thiên Long đạo trưởng mới biết người đó đã chết rồi. Thiên Long đạo trưởng có kể, khi đó có thứ bóng đen từ trong đêm tối lao tới ông. May mắn là ông tránh được. Thế nhưng vết cào mà nó để lại trên cánh tay khiến cho ông sau đó bị thối rữa, phải chặt đi. Ta vốn nghi ngờ thứ kia biết giả dạng, không ngờ lần này nó quả thật giả dạng Quỳnh Như đến đây. Ông nhìn những lá bùa bị rỉ mực chu sa mà thất thần nói, suýt chút nữa chúng ta bỏ mạng trong tay nó rồi. Vậy nó là ma hay quỷ vậy thúc? Nó khi hành sự không phát ra âm khí hay quỷ khí, ta thật sự không rõ nó là cái gì. Chỉ có điều ta suy đoán pháp lực của nó không quá cao. Bằng chứng là vừa rồi ta giăng kết giới bằng phù lục. Những phù lục này có khả năng trấn tà cũng như kiềm hãm chứng khí. Vừa rồi nó phải cất công giả dạng, lặng lẽ phá từng lá bùa của kết giới để không đánh động đến ta. Giờ phút cuối cùng cũng không ra tay, càng chứng tỏ là nó không tự tin tại đôi với ta. Minh Khánh cúi mặt. Trường Hà biết mình nói vậy có thể khiến cho đứa trẻ sợ hãi, nhưng ông có lý do của mình. Ông xoay người nhìn đứa bé trai độ 10 tuổi này, nhìn như thế nào cũng không ra được thể chất hay tướng mạo thường thấy của kỳ tài tu đạo. Thế nhưng có cảm giác đứa trẻ này dù sợ thì cũng không hề hoảng loạn. Từ trong tâm thức có một thứ gì đó rất vững chắc. Nếu nói đạo tâm của đứa trẻ này, nếu bước vào con đường tu đạo, biết đâu sẽ có thành tựu. Kiểu đi chậm mà chắc, rất hợp với ý của Trường Hà. Bây giờ ông mới hướng về phía Minh Khánh mà hỏi, có sợ không? Dạ có một chút. Minh Khánh ngẩng đầu nhìn ông, lại ngước mắt về phía muội muội của mình, lắp bắp trả lời một câu. Nếu có ngày một mình đối mặt với tình huống vừa rồi thì sao? Chắc là sẽ chết. Nhưng mà nếu con là đạo sĩ giống thúc ấy, thì cũng dám đánh với quỷ yêu một trận. Trường Hà nhắm lại đôi mắt để cảm nhận cảnh giác, nhưng không khí lúc này cũng không ngăn được ông nở một nụ cười nhẹ trên môi. Nếu ta bảo vệ được hai đứa, sau này có muốn theo ta học đạo hay không? Minh Khánh ngại ngùng nói, cha nuôi con cũng là đạo sĩ á, nhưng mà ông ấy nói con ngu ngốc, không có thích hợp làm đạo sĩ. Cha nuôi sao? Ông ấy là người của môn phái nào? Ta thì thấy ngược lại đó, người như ngươi đúng là phải tu đạo. Thôi được rồi, nếu quả kiếp nạn này dẫn ta tới gặp ông ấy, nếu được sẽ thu ngươi làm đệ tử. Minh Khánh hai mắt chớp chớp như không tin vào tai mình. Ta không ạ. Trường Hà đã quán cổ linh, không bao giờ nói dối. Mà chuyện đó tạm gác lại đi, phải sống qua được đêm nay đã,
rồi mới nói chuyện tiếp được. Minh Khánh có chút vui mừng, ẩn giấu trong cơn sợ hãi. Chuyến đi lạc này nếu an toàn trở về thì cũng không hẳn là chuyện xấu. Hắn nhìn về phía Trường Hà mà nói: Thúc Thúc à, cái thứ bằng nãy Thúc có thể đánh được nó hay không? Nếu có thể thì những người kia đã không phải chết tức tưởi như vậy. Hiện tại chỉ còn 6 người thôi. Hả? Chỉ còn 6 người thôi sao? Ừ. Trước đêm nay, ngoài ta và Quỳnh Như thì còn lại 4 người. Lần lượt là Thiên Long đạo trưởng của Âm Thiên Am ở Phú Lộ Thiên Trường, Nhất Diệp sư thái của chùa Tăng Phúc thuộc trấn Thanh Hóa, Nguyên Từ hòa thượng của chùa Hàm Long đất Kinh Bắc, và Văn Minh hòa thượng từ chùa Cổ Am ở đất Diễn Châu. Bọn ta cùng thi triển tứ phương kết giới trong chùa. Trận pháp này là dùng tâm thức để tìm ra những điểm kỳ dị bất thường, cần phải duy trì liên tục, luôn luôn cần 4 người. Chúng ta thay phiên nhau nghỉ. Hiện tại là phiên của ta và Quỳnh Như đạo trưởng đó. Trường Hà đặt tay lên tượng đen, miệng lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ. Minh Khánh chờ đợi. Kiểm tra trận pháp xong, Trường Hà thở phào: Trận pháp còn nguyên vẹn, có vẻ như 4 vị kia vẫn còn sống. Còn Quỳnh Như không biết cô ta như thế nào rồi. Thúc Thúc à, 18 người mà chỉ còn lại 6 người, 12 người kia toàn bộ đều bị giết hại hết hay sao? Cũng không hẳn. Một số là bị giết, một số mất tích. Số còn lại hóa điên dại, đã được trưởng làng đưa ra khỏi nơi này rồi. Minh Khánh không tự chủ mà nuốt nước bọt, toàn bộ thân mình đều căng thẳng. Trường Hà nghe ra âm thanh từ cổ họng của đứa trẻ thì nhẹ nhàng nói: Ta cũng không chắc có thể bảo vệ được hai đứa. Nếu như vậy thì thật tiếc, sư đồ chúng ta không có duyên. Minh Khánh im lặng, tự ngẫm lại mọi chuyện từ lúc đến đây. Vì đâu mà mình rơi vào tình cảnh trớ trêu này? Những hình ảnh từ đồi lao, cánh rừng nguyên sinh lần lượt hiện ra. Hắn buồn bã nhớ lại khoảnh khắc bước vào trong làng, lạnh lẽo và cô đơn đến như thế nào. Có lúc hoảng sợ mà nhìn mặt trăng trên đầu thành màu đỏ. Mọi thứ lướt qua trí nhớ của hắn, cho đến khi cổng Thanh Thư chạm tay vào cửa chùa. Lúc cánh cửa mở ra là khi Minh Khánh mất đi ý thức. Nhưng lúc ấy rõ ràng là hắn nhìn thấy có 3 bóng người từ bên trong bước ra. Thúc Thúc à, con có chuyện này muốn hỏi. Hỏi đi. Lúc con đến chùa, có 3 người từ trong chùa phát hiện ra tụi con. Nhưng mà nếu nói 4 người còn lại vẫn duy trì trận pháp, thúc giục Quỳnh Như cô thì đủ 6 người. Thế người còn lại khi đó là ai? Khi đó người ngất đi rồi, sao có thể nhìn rõ 3 người chứ? Chút ý thức còn sót lại thôi. Có thể là do người kiệt sức cho nên nhìn nhầm thôi. 4 người tuyệt đối không thể rời khỏi trận pháp. Vậy nên mở cửa đón bọn ngươi chỉ có ta và Quỳnh Như mà thôi. Trương Hà quả quyết chỉ có 2 người. Thế nên Minh Khánh cũng không nói gì thêm. Nghĩ bụng có lẽ nhìn nhầm thật, bởi vì khi đó trời cũng tối quá. Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Trường Hà trong tư thế thiền định, vẫn luôn căng thẳng cảnh giác màn đêm. Minh Khánh thu mình lại, ngồi nép vào một góc giường canh cho Thanh Thư ngủ. Không ngờ lúc này bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ đánh động đến 2 người, làm cho không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Bên ngoài vang đến giọng nhỏ nhẹ của nữ nhân: Nè Trường Hà, Quỳnh còn chưa ngủ sao? Là giọng của đạo cô. Trường Hà gật đầu, thế nhưng vẫn y nguyên không lên tiếng. Trường Hà, Quỳnh còn thức hay không? Mở cửa cho ta đi. Yêu nghiệt sao? Yêu nghiệt cái gì? Ta không rõ bên ngoài có thực sự là Quỳnh Như hay không. Nếu không chứng minh được thân phận thì đừng hòng ta mở cửa. Quỳnh nói cái gì ta không hiểu. Mà mở cửa đi, ta có chuyện muốn nói nè. Trường Hà im lặng không đáp. Tiếng đập cửa lại vang lên. Minh Khánh sợ Thanh Thư tỉnh giấc, trong lòng cũng có một loại linh cảm lo sợ từ giọng nói kia. Bây giờ mới lên tiếng:
Hồi tối Quỳnh Như đạo cô đã tới đây một lần, nhưng mà thực ra lại là ma quỷ giả dạng, suýt chút nữa hại chết mấy người bên trong rồi. Cho nên Trường Hà thúc không mở cửa ra đâu. Thì ra là vậy. Nhưng mà ta thật sự là Quỳnh Như, là người chứ không phải là quỷ. Có gì để chứng minh chứ? Không mở cửa cũng được. Ta đến đây chỉ muốn nói á, vết thương của Thiên Long đạo trưởng đã trở nặng rồi, hiện tại không còn duy trì được tứ phương kết giới. Mọi người đều đang tập trung ở chính điện rồi. Trường Hà nghe xong, cẩn thận vận linh lực cảm nhận kết giới. Đúng như lời nữ nhân bên ngoài nói, kết giới cho bốn người duy trì đã yếu ớt lắm rồi. Nhưng ông vẫn hỏi, sao cô không thay Thiên Long đi mà lại cất công tìm tới đây chứ? Quynh tưởng chỉ có bọn Quynh á mới gặp nó đêm nay hay sao? Ta cũng giao thủ với nó rồi, cũng suýt mất mạng rồi. Nếu không phải nơi gặp nó gần chỗ bí quan của Nhất Diệp sư thái, thì có lẽ ta cũng chẳng còn mạng mà đến đây gặp các người đâu. Tôi đang bị thương, làm cách nào để cô lại một mình tới đây? Không sợ nó đánh lén nữa sao? Quỳnh Như bắt đầu nóng nảy. Nhất Diệp sư thái đưa cho ta Bạch Liên Đăng để phòng thân, kêu ta thông báo cho ba người di chuyển tới điện Tam Bảo. Thiên Long đạo trưởng đang suy yếu, lực lượng chúng ta đang giảm dần, kết giới không còn duy trì được nữa. Không có kết giới tứ phương á, thì Quynh nghĩ một cái hộ trận nho nhỏ có cản bước được nó hay không? Tùy Quynh thôi, ta không có ở đây chờ lâu đâu. Trường Hà động lòng, cuối cùng đứng dậy, vạch ra ở khe cửa một cái lỗ hổng. Ngó qua thì thấy đúng Quỳnh Như đang nắm một miếng ngọc hình hoa sen màu trắng, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó ngẫm nghĩ một chút, nói với Minh Khánh, gọi con bé dậy đi, chúng ta tới điện Tam Bảo. Nói vậy nhưng Trường Hà vẫn nắm chặt cây kiếm gỗ, đợi Minh Khánh đánh thức Thanh Thư mới mở cửa ra. Nhìn Quỳnh Như mà nói, thông cảm, ta cũng phải lo cho hai đứa trẻ, cô đi trước dẫn đường. Quỳnh Như chép miệng rồi cũng đi trước mà dẫn đường. Bốn người bọn họ đi trong đêm, cảm giác cái chùa lớn hiu quạnh tà dị vô cùng, dường như bóng đêm chỉ chực chờ nuốt chửng lên bọn họ. Điện Tam Bảo là một điện thờ tách biệt, phải đi qua một cái sân rộng. Trên cái sân có nhiều lư đồng cắm nhang đã nguội lạnh từ lâu. Trước điện có ánh sáng, tới khi đến gần thì quả thật có bốn người đang đợi đó. Thấy bốn người bên trong, Trường Hà mới thôi cảnh giác. Đi theo Trường Hà vào trong, Minh Khánh mới gặp được những người kia. Đầu tiên là Nhất Diệp sư thái, đoán chừng cũng gần 60, khuôn mặt đã điểm những nếp nhăn. Sư thái lúc này đang bắt mạch cho một người đàn ông trạc tuổi với bà. Người ấy mặc một đạo bào màu trắng xanh, trên đạo bào có hoa văn hai con rồng cùng vây quanh một hình bát quái, đoán chừng đây là Thiên Long đạo trưởng. Bên tay phải của ông ta, cánh tay bị thương đã tím bầm, nhiều vùng da đen do tụ máu, phát ra những mùi hôi thối của da thịt bị hoại tử. Thiên Long ngồi trong tư thế thiền định, thế nhưng khuôn mặt vẫn hiện ra nét co rút, biểu hiện của sự chịu đựng do cơn đau thể xác hoành hành. Phía sau lưng ông có một hòa thượng tuổi ngoài 40. Người này mặc cà sa vàng từ loại vải lụa đắt tiền, trên mình tràn hạt làm từ ngọc thạch, toát ra vẻ cao quý. Người đó là Văn Minh hòa thượng. Minh Khánh nhìn thấy hòa thượng này đang điểm những ngón tay phía sau lưng vị đạo sĩ kia. Mỗi một lần điểm tới tấm lưng, khuôn mặt của Thiên Long lại thêm phần đau đớn nhợt nhạt đi. Người cuối cùng là hòa thượng Nguyên Từ. Vị này còn trẻ, tuổi chỉ chừng 25-26, lúc này đang quỳ quay lưng lại với mọi người, hướng về phía Tam Bảo mà tụng kinh. Đám người Minh Khánh bước vào cũng không hề làm cho hành động của bọn họ dừng lại. Có chăng Nhất Diệp sư thái đảo mắt nhìn bọn họ một lần mà thôi. Không gian ngoài tiếng tụng kinh của Nguyên Tự thì im lặng đến kỳ lạ. Hai đứa trẻ ngước mắt nhìn lên cảnh chùa. Ba bức tượng Phật bằng đá vô cùng to lớn, chỉ là đêm nay dưới ánh đèn le lối, hương nến không đầy đủ, khiến cho bức tượng hiện ra không rõ ràng, cứ ẩn hiện lên trong bóng tối một cách đầy quỷ dị. Văn Minh hòa thượng sau một hồi dùng tay điểm liên tục lên lưng của vị đạo sĩ già, cuối cùng dừng lại, hai bên trán vã mồ hôi ra như tắm, mệt mỏi mà nói,
Thiên Long, ta chỉ có thể giúp ông phong tỏa hàn khí, tạm thời khiến cho hàn khí không thể công tâm. Thiên Long đạo sĩ đôi môi nhợt nhạt khẽ đáp lại: ta biết tình trạng của mình. Hiện tại Văn Minh đại sư đã giúp ta thọ thêm được vài ngày rồi. Được rồi, Nhất Diệp, phiền sư thái. Nhất Diệp khẽ gật đầu. Bà lão vung tay một cái, Minh Khánh không nhìn ra bằng cách nào mà trong tay bà liền xuất hiện một cái hộp gỗ. Cẩn thận mở ra thì bên trong là những chiếc kim bạc sáng bóng, đủ loại kích thước. Sư thái bây giờ thay thế vị trí của Văn Minh hòa thượng. Bà rút từng mũi kim đâm vào những huyệt đạo trên khắp người của Thiên Long. Thành Thư thấy thế thì sợ lắm. Lần đầu tiên cô bé thấy người ta cắm những mũi kim châm lên cơ thể, không khỏi che kín hai mắt đi. Mỗi một mũi kim cắm vào đều khiến cho Thiên Long đau đớn. Khuôn mặt ông đã biến hóa đủ kiểu để kháng lại cơn đau, thậm chí đôi lúc từ miệng rỉ ra những giọt máu tươi. Đến khi Nhất Diệp cắm hai mũi kim ở thái dương thì ông ta bắt đầu rung lên dữ dội. Miệng ông phun ra một ngụm huyết dịch. Dưới ánh đèn lập lòe, huyết dịch ấy là hỗn hợp của máu đỏ tươi và thứ máu màu đen ngòm tanh tưởi. Độc xâm nhập vào thân thể đã bị ta ép ra. Tuy nhiên đạo trưởng biết đây cũng không phải là cách. Độc nhiễm cánh tay đã hóa thành độc thủ. Nếu cánh tay này không chặt bỏ thì sợ là tính mạng chẳng giữ được, có khi hóa thì biến. Thiên Long thở dài. Chỉ là từ khoảnh khắc nôn ra thứ huyết dịch kia, khuôn mặt già nua của ông đã có phần nào hồi phục chút sức sống. Cảm ơn sư thái. Trường Hà đã đến rồi đó sao? Lão đạo có việc phải nhờ bả người đây. Xin tiền bối cứ nói. Thiên Long nhìn qua hai đứa trẻ, khuôn mặt có phần niềm nở hơn một chút. Đây là hai đứa nhỏ lúc trước Quỳnh Như nhắc đến phải không? Chúng còn nhỏ quá. Nhất Diệp sư thái cũng lắc đầu. Tội nghiệp, lạc đâu không lạc, lại lui tới nơi này. Văn Minh hòa thượng cũng góp lời. Các người đừng bi quan nữa. Lạc tới nơi này thì sao? Chẳng phải còn chúng ta đang sống đó thôi. Đó là duyên phận, là một đoạn nhân quả. Thử hỏi không gặp chúng ta thì hai đứa có cơ hội sống tiếp hay không chứ? Thiên Long đạo trưởng mỉm cười rồi quay sang Trường Hà, ôn tồn nói: lão đạo đã bị cái thứ kia đầu độc cánh tay, pháp lực suy giảm đã đành, độc thuật cũng xâm lấn rồi, đã biến bàn tay phải thành độc thủ. Chất độc cũng từ đó mà xâm nhập phủ tạng. Vừa rồi Văn Minh đại sư và Nhất Diệp sư thái đã giúp ta điều hòa linh lực và đào thải độc thuật. Thế nhưng mà đây không phải là cách để giải quyết triệt để. Độc thủ không ngừng sinh ra độc, xâm nhập vào máu huyết, dần dần sẽ lan ra xương cốt. Ta muốn người giúp ta chặt bỏ cánh tay này đi. Tính mạng không biết có cứu được hay không, nhưng ít nhất thì độc tố còn lại trong thân thể không đủ giết ta ngay lập tức. Trường Hà nuốt một ngụm khí lạnh. Bản thân là đạo sĩ, giết yêu trảm ma thì không thành vấn đề, nhưng ra tay đã thương người, pháp khí dính máu ít nhiều cũng ảnh hưởng đến con đường tu đạo sau này. Mà không nói tới sau này, hiện tại quan trọng nhất là bảo toàn linh lực bản thân. Thân là đạo sĩ, nếu để máu người dính lên thân thể thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nặng nhất là bị phá pháp thân trong vài ngày. Vài ngày ở bên ngoài thì không sao, ở trong chùa hiện tại lỡ có gặp quỷ thì khác nào tay không bắt giặc. Thế nhưng nếu không làm, sợ rằng Thiên Long đạo trưởng sẽ khó lòng qua khỏi. Không còn cách nào khác hay sao? Để đến sáng mai chúng ta ra khỏi thôn tìm đại phu, hoặc là tìm một tên đồ tể nào đó. Ta biết khó cho ngươi, nhưng mà lão đạo biết bản thân mình, nếu để lại độc thủ tới sáng thì e là không được. Chưa kể ở đây
mấy vị hòa thượng sư thái là tăng nhân, chuyện này với họ là không thể. Chứ còn ngươi và Quỳnh Như, hai người không giúp thì lão đạo cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Trường Hà, ngươi sợ bị phá pháp thân, chúng ta sẽ bỏ mặc ngươi sao? Chúng ta là người của Phật gia, ta đảm bảo nếu lỡ có chuyện đó thì cái mạng già này cũng sẽ bảo vệ ngươi, không được thì cũng sẽ chết trước ngươi đó. Trường Hà khó xử, lúc này đưa ra thanh kiếm gỗ của mình. Thứ này làm sao mà chém người được chứ? Quỳnh Như khuôn mặt cúi gằm xuống, nhưng tay lại nâng lên thanh kiếm pháp khí của mình. Quỳnh dùng kiếm của ta đi. Bị đẩy vào tình cảnh khó xử, Trường Hà nhìn sang hai đứa trẻ đang co ro đứng cạnh nhau, lạnh lùng nói: đừng để tụi nhỏ nhìn. Nói xong thì cầm lấy thanh kiếm của Quỳnh Như, bước tới chỗ của Thiên Long đạo trưởng. Quỳnh Như ôm lấy hai đứa trẻ, cùng bọn chúng quay lưng lại. Ở phía trước, Nguyên Từ từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là bây giờ giọng tụng kinh và tiếng gõ mõ càng lớn hơn. Trường Hà tới trước mặt đạo sĩ già, ông ta kéo phần ống tay áo của đạo bào để lộ ra nguyên một cánh tay đen kịch đang dần khô lại. Trên cánh tay có nhiều điểm nứt chảy xuống thứ dịch mũ hôi tanh. Ánh mắt đạo sĩ già nhìn Trường Hà đầy khẩn cầu. Trường Hà từ từ rút kiếm, tiếng lưỡi kiếm rời vỏ nghe sắc lạnh đến rợn người. Đây là lần đầu tiên Trường Hà làm loại chuyện này, trong lòng hồi hộp lo sợ không ngứt. Nhất Diệp sư thái cùng Văn Minh hòa thượng đồng thời nhắm mắt lại tụng một đoạn kinh sám hối. Trường Hà nhìn Thiên Long đạo sĩ rồi khẽ nói: tiền bối à, ráng chịu cực một chút, ta sẽ làm nhanh thôi. Thiên Long ngước nhìn Trường Hà, miệng nở một nụ cười, tay trái vỗ nhẹ mấy cái lên bả vai phải của mình. Hả, ra tay nhanh một chút, lão đạo cũng già rồi, chịu đau không nổi đâu. Trường Hà nâng thanh kiếm lên cao, ánh mắt tập trung về phía bàn tay đen kịch kia, vung xuống một đường dứt khoát. Một tiếng la vang lên thấu trời, bàn tay đen kịch của Thiên Long đạo sĩ rơi ra đất, máu nhanh chóng nhuộm đỏ đạo bào. Lão đạo sĩ đau đớn ngã vật ra, bộ dạng chẳng còn tiên phong đạo cốt chút nào, cũng không ai trách được. Nhất Diệp sư thái cùng với Văn Minh hòa thượng nhanh chóng đỡ Thiên Long ngồi dậy. Trường Hà vội vã lục túi đồ nghề của mình lấy không ít thuốc trị thương, Nhất Diệp sư thái thì băng bó vết thương. Thiên Long sau một hồi đau đớn kịch liệt, được Văn Minh nhét vào miệng một viên thuốc giảm đau, cẩn thận ngồi lại tư thế thiền định, một tay còn lại không ngừng điều khí. Trôi qua một đoạn thời gian, khuôn mặt của ông lão có chút bình ổn trở lại. Bây giờ Nhất Diệp sư thái mới hỏi: đạo trưởng à, ông thấy sao rồi? An thần đan của Văn Minh đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, ta đã cảm thấy nguôi ngoai được phần nào rồi. Trường Hà chủ động đưa nước đến cho đạo sĩ già. Thiên Long liền lắc đầu: không cần đâu, vì mỗi người thu độc thủ lại, máu huyết từ độc thủ phải cẩn thận một chút, chạm vào mà trên người có vết thương hở sẽ dễ bị nhiễm độc rồi. Quỳnh Như buông hai đứa trẻ ra, lấy từ trong hành trang của mình một đôi bao tay bằng da hổ, trực tiếp cầm lấy độc thủ đen đúa kia đặt vào một cái tọa cụ bằng gỗ. Tọa cụ vốn là vật để tăng nhân ngồi thiền, lúc này lại chứa cánh tay bị nhiễm độc. Bàn tay ấy được trưng ra trước mặt mọi người. Thiên Long định nói điều gì thì bất chợt cảm nhận một bàn tay chạm lên phần vết thương mới vừa băng lại. Cẩn thận nhìn sang là bé gái trong bộ y phục màu xanh chân giả, mái tóc cài một chiếc xước bằng gỗ đơn giản. Thanh Thư lo lắng nhẹ nhàng nói: ông có đau lắm không? Lời nói nhẹ nhàng ấm áp, cảm giác còn hơn cả an thần đan mà bản thân đã uống. Bất giác cường nở một nụ cười, bàn tay còn lại xoa đầu bé gái. Ông không đau, không đau chút nào.
Đứa bé gái chảy xuống một giọt nước mắt, khiến cho mọi người im lặng trong giây lát. Đứt mất tay như thế này mà ông bảo không đau, để con thổi cho ông bớt đau nha. Nói là làm, cô bé cúi tấm thân nhỏ bé của mình đối mặt với vết thương, từ từ thổi thật nhẹ. Thiên Long dù đau đớn cũng phải nhịn lại, khẽ lắc đầu cười. Nhỏ thế này làm sao mà tối đến không chịu về nhà, để lạc đến nơi này chứ. Rồi đạo sĩ già khẽ kéo tay cô bé lại. Được rồi, ông không thấy đau nữa. Con tên là gì? Con tên Thanh Thư, còn ca ca tên là Minh Khánh. Thiên Long khẽ vuốt ve mái tóc đứa trẻ, khẽ thở dài. Ông nói con nghe nè, mai này có đi chơi ở đâu, trước khi trời tối cũng phải về nhà nghe chưa. Đi lạc như thế này cha mẹ lo lắng lắm, có biết không? Ông nội con cũng là đạo sĩ, ông nội cũng đi trừ ma giống ông á, mà từ nhỏ đến lớn con còn chưa gặp nữa. Thiên Long có phần ngạc nhiên. Nếu là đạo sĩ, từ khi đứa nhỏ này sinh ra đã không gặp, chỉ có khả năng là bỏ mạng trong tay ác ma lệ quỷ nào đó. Bất giác buồn cho một cuộc đời đạo sĩ của mình. Ta không biết ông con là người thế nào, nhưng ta biết ông con nếu gặp cũng sẽ rất yêu quý con. Đừng lo, con là cháu gái ta, chỉ cần ta còn một hơi thở, không có ma quỷ nào đụng được tới con hết. Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Tiếng đọc kinh của Nguyên Từ cũng như tiếng ru ngủ khiến cho Thanh Thư dần dần chìm vào giấc ngủ. Minh Khánh thấy muội muội của mình bất thường ngủ đi thì không khỏi hãi hùng. Chỉ là Trường Hà đi đến bên cạnh rồi khẽ nói: "Đừng sợ, Thiên Long đạo trưởng chỉ đang dùng linh lực điều hòa thân thể cho con bé dậy ngủ thôi. Dù sao thì hoàn cảnh này thức chỉ khiến cho nó thêm sợ hãi. Người hiểu mà phải không?" Minh Khánh mím môi. Thật ra Nhất Diệp sư thái cũng định làm điều tương tự với Minh Khánh, thế nhưng Trường Hà đã lắc đầu ngay thời khắc bà lão vận linh. Nhất Diệp cũng không hỏi tại sao, nhưng có lẽ Trường Hà làm vậy là vì linh tính mạnh mẽ của Minh Khánh lúc chập tối. Ngay cả Trường Hà cũng không phát giác ra thứ quỷ dị kia. Một đứa trẻ 10 tuổi như Minh Khánh lại có thể. Trên đời này, đạo sĩ không tin vào trùng hợp, chỉ có thể là số mệnh đã sắp đặt như thế. Thời khắc Nguyên Từ tụng xong bài kinh cũng là lúc Thiên Long nói: "Chắc mọi người cũng đã biết cái thứ mà chúng ta đối mặt là thể loại nào. Thứ mà chúng ta đối mặt là thứ mà trước giờ chưa có ai trong chúng ta từng chạm trán. Xuất quỷ nhập thần, tới nỗi chẳng để lại chút dấu tích gì. Vậy nên hiện tại cũng chưa biết nó là quỷ, là thi, là yêu, là tà linh, hay là một thứ chính xác nào đó." Quỳnh Như lên tiếng: "Tiền bối à, không lẽ người đã biết nó là thứ gì sao?" "Phải, nó không phải là quỷ." Trường Hà nhân đây cũng kể lại chuyện bị thứ kia giả dạng Quỳnh Như. Thiên Long ngẫm nghĩ, cuối cùng nói: "Vậy là rõ rồi đó, quả đúng như ta suy đoán." "Ừ, xin đạo sĩ nói rõ, ngài nghĩ nó là thứ gì?" Thiên Long chỉ vào cánh tay bị đứt của mình. "Mọi người nhìn xem, nhìn kỹ xem đó là gì." Mọi người chầm chập nhìn vào nhưng không đoán ra được. Trường Hà bước đến, lấy ra một con dao nhỏ, cẩn thận gạt đi lớp mũ tanh tử bên ngoài. Tới khi nhìn thấy một thứ hoa văn màu tím đen rất nhỏ như hình xăm, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. "Ừ, có đồ hình." Thiên Long bây giờ mới nói: "Việc đồ hình này có phải là thứ gây ra kịch độc cho ta hay không, ta không dám khẳng định. Nhưng mà bóng đen có thể gây thương tích cho ta thì tuyệt nhiên không phải dạng hồn thể. Nó là thực thể.
thế nên nó cũng chẳng phải là tà linh. Nếu nó là yêu thì cũng lý giải được việc nó biết giả dạng. Nhưng đạt đến cấp độ che giấu được yêu khí thì loại yêu đó chúng ta gặp thì tuyệt không còn đường sống. Trường Hà ngơ ngác, Văn Minh đại sư cũng lắc đầu. Nếu ngài nói đó là thi, chuyện này cũng khó có thể xảy ra. Tuy rằng vết thương gây ra trên tay ngài có thi độc, nhưng nếu là thi thì nhất định phải có thi khí sinh ra. Thế nhưng trên người nó cũng không phát sinh ra thi khí. Thiên Long khẽ cười. Đạo sĩ nói đúng, nhưng cũng có phần chưa đúng. Thật ra thế gian này có tồn tại một loại thi không phát ra tử khí. Trước khi làm đạo trưởng Âm Thiên An, Vũ Lộ Thiên Trường, năm ngoài 30, lão đạo từng vân du tứ phương, hành đạo để tích âm đức, nâng cao đạo thuật. Nhớ năm đó đặt chân đến đất Hoa Hạ, lão từng nghe qua không ít lời đồn. Ở vùng Miêu Cương có tồn tại một loại vu sư từng nổi danh thời nhà Hán. Những vu sư này có thuật luyện cổ thi, cũng tà ác không kém gì luyện cổ trùng. Đó là đem người sống luyện thi, gọi là luyện khôi lỗi. Phương pháp này là hủy đi nội tạng, thay vào đó là vật bản mệnh. Vật bản mệnh này bản chất là gì thì lão đạo không rõ. Chỉ biết khi vật bản mệnh này thay thế lục phủ ngũ tạng, người bị đem luyện thì vẫn không chết, mà được duy trì sự sống tạm thời. Bị người luyện khống chế nhận thức đi, những khôi lỗi này nếu là người tu hành đạo thuật vẫn sẽ giữ được trạng thái linh lực ban đầu. Chỉ là bây giờ đã là một con rối bị người ta điều khiển. Mà cũng bởi vì khôi lỗi vẫn còn sự sống nên thân thể không phát ra thi khí. Hơn nữa với quà văn kia, lão đạo nghi ngờ nó là thuật nguyền rủa, cũng là một loại tà thuật của vu sư Hoa Hạ đó. Mọi người đều kinh ngạc trước lời của Thiên Long nói ra. Nhất Diệp sư thái lên tiếng. Tại sao ta chưa bao giờ nghe qua Hoa Hạ có môn tà thuật nào độc ác như vậy chứ? Hòa thượng tăng nhân các vị hầu như đều quanh quẩn trong chùa, đã mấy khi đặt chân đến Hoa Hạ đâu. Huống hồ gì cũng không phải chuyện này ai cũng rõ được. Bởi vì từ thời nhà Tống, Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo được triều đình chú trọng hơn, cũng bắt đầu bài trừ dị giáo, tà đạo trong dân gian. Vậy nên tà thuật luyện con rối của những vu sư này thất truyền, nên lời đồn cũng mai một từ đó đi. Nếu không phải lão đạo từng nghe được lời đó từ trưởng môn phái Mao Sơn trong một lần ghé thăm, có lẽ lão đạo cũng chẳng tin trên đời có chuyện như thế đâu. Trường Hà nghe đến đó cả giận mà nói. Theo như Thiên Long đạo trưởng nói, cũng chỉ có khả năng này mới khiến cho một cái thân thể chứa chấp được kịch độc. Lại nói khi giả dạng Quỳnh Như, lúc ta thức dậy kịp thời đối mặt thì nó lại không dám ra tay, chứng tỏ thực lực của nó cũng không cao hơn ta. Chẳng trách mà hại chết nhiều người như vậy, cũng không nhìn ra được là quỷ yêu gì. Tứ phương kết giới cũng không lùng được tung tích, quá ra là một con rối. Chuyện này thật hư còn chưa rõ. Nếu nó là con rối thật thì mọi người có phương pháp nào đối phó hay không? Với câu hỏi của Văn Minh Hòa Thượng, trong điện Tam Bảo bắt đầu thảo luận. Minh Khánh chỉ đứng ở một góc mà lắng nghe. Tiếc rằng nghe 10 chỉ hiểu được 2, lâu dần sinh ra cảm giác buồn chán thay vì sợ hãi. Hắn ngước mắt nhìn lên 3 bức tượng Phật, tuy bằng đá uy nghiêm là như thế, nhưng đêm nay nó cứ rợn rợn như thế nào. Thi thoảng gió từ ngoài thổi vào sảnh điện, làm phấp phới những tấm vải rèm trong đại điện. Ánh đèn dầu và ánh nến cũng vì vậy mà rung động lay lắc đi. Càng nhìn tượng Phật,
Minh Khánh càng bị cuốn vào sự mờ mịt trong chốn tam bảo. Hắn muốn nhìn rõ khuôn tượng kia hơn. Ban đầu chỉ là ý nghĩ, dần dần trở thành sự thôi thúc mà bản thân không hề nhận ra. Không có ai trong điện để ý đến đứa trẻ này đang tiến lại chỗ tượng Phật. Minh Khánh muốn bước lại thật gần, trèo lên để ngắm cho rõ khuôn mặt tượng kia trông như thế nào. Nhưng càng đi lại gần điện thờ, linh cảm về một ai đó đang quan sát hành động của mình cũng ngày một lớn dần lên. Cái cảm giác hệt như khi ở chung phòng với Quỳnh Như Giả. Trước điện Tam Bảo có một bậc thềm cao, lại có một hòm công đức cũ kỹ. Minh Khánh quay lại nhìn mọi người, thấy vẫn đang chìm đắm vào câu chuyện của bọn họ, mới yên tâm bò lên hòm công đức. Mục đích chỉ muốn mình cao lên, nhìn cho rõ điều chưa thấy được. Dần dần đến khi bò lên tới điện thờ, thì Trường Hà là người đầu tiên nhìn thấy. Ông la lên: "Nhóc con à, làm gì đó?" Theo tiếng gọi, đám người nhất thời nhìn qua, thấy Minh Khánh đang đứng trên điện thờ. Ánh mắt của Văn Minh Hòa Thượng và Nguyên Tự có chút tức giận. Nhất Diệp Sư Thái sửng sốt: "A Di Đà Phật, tội nghiệp thật, xuống đi cậu nhóc à." Thế nhưng Minh Khánh như bỏ qua lời những người dưới kia, tay đã chạm đến chân bức tượng. Ngẩng đầu nhìn lên, Minh Khánh vẫn chưa thể rõ ra khuôn mặt của tượng ra làm sao. Thậm chí ở góc nhìn này, trông chẳng khác gì Phật không có đầu, bởi vì nơi ấy chỉ là một khoảng tối đen như mực. Quỳnh Như thì thầm vào tai Trường Hà: "Thằng bé định làm gì vậy chứ? Mấy vị hòa thượng giận rồi kìa." Trường Hà nhíu mày không đáp, tiếp tục quan sát. Văn Minh chịu không nổi cảnh Phật tổ bị một thằng nhỏ trèo lên phạm húy, cảm giác như bị phỉ báng, tức giận mà xắn tay áo, hằng học mắng: "Không chịu xuống thì đừng trách hòa thượng ta ra tay bắt người đó." Lúc này Minh Khánh đã trèo tới cánh tay của Phật, còn cách đỉnh đầu một đoạn. Bây giờ mới quay xuống dưới mà nói lớn: "Trường Hà Thúc à, có thể cho con mượn vật gì sâu sáng được hay không?" Trường Hà dở khóc dở cười, nghĩ thầm trong lòng: "Khỉ thật, cái thằng nhóc này còn xem ta là đồng minh nữa." Nhưng có một linh tính mách bảo, Trường Hà lấy từ trong túi vải của mình ra dụng cụ đánh lửa và nến, rồi ném cho Minh Khánh. Minh Khánh chộp lấy, ngồi vắt vẻo trên phần bàn tay của tượng Phật, nhanh chóng thắp nến lên. Khi leo tới phần cổ, thằng bé quỳ xuống xá một lại trước khi tiếp tục trèo lên đỉnh đầu. Nhìn thấy hành động của Minh Khánh, Trường Hà nhớ lại lúc trước phát hiện ra con rối giả dạng Quỳnh Như, lại càng thêm tự tin vào hành động của đứa trẻ này là nhất định có lý do. Nhất Diệp Sư Thái cũng không còn muốn kêu gọi đứa nhỏ xuống, bởi vì từ ánh sáng yếu ớt kia, bà cũng dần nhìn ra bức tượng này có phần không bình thường. Cho đến khi Minh Khánh trèo lên tới đỉnh, đưa ánh đuốc ra phía trước, lúc này đám người phía dưới đều vỡ òa, toàn bộ đều câm nín trước cảnh tượng trước mắt. Nơi phần khuôn mặt của tượng xuất hiện những hoa văn kỳ lạ. Kinh khủng hơn là mắt Phật đang rỉ máu ra. Quán trọ nhỏ ở trấn Thanh Hoa vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng trên tầng 2 của quán trọ, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Bởi vì lúc này Trần Anh mới nhận ra nữ nhân mặc hồng y kia đã thuê lại toàn bộ phòng ốc trừ căn phòng của hắn. Đối với Trần Anh, khi hay tin đối phương là đại phu, mặc dù từ ngoại hình đến khuôn mặt khiến cho người ta phải ngờ vực, nhưng chủ nhân của gã mặc đồ trắng lại là một người có khuôn mặt xinh đẹp, thể hiện ra ngoài là người có tấm lòng Bồ Tát. Bởi vì ngay thời điểm Bạch Nhân nói chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc đã đoán ra là thuốc gì, Trần Anh ngơ ngác đã đành. Nhưng Hà Lệ Chi thì không mảy may bất ngờ, ngược lại cũng không có ý định ngăn cản Bạch Nhân tiếp cận với Bảo Nhi. "Vị công tử này, hay là cứ để thuộc hạ của ta xem thử qua thương tích cho cô nương đi. Ta hiểu rõ về y thuật của hắn. Hắn nói vô phương cứu thì sợ trên đời không có ai dám nói có thể cứu đâu. Công tử nghĩ sao?" "Ta cũng không cần gì nhiều, chỉ cần bắt mạch cho vị cô nương này là được."
Bạch Nhân cũng lên tiếng. Đối với lời đề nghị này, Trần Anh có chút phân vân nhất thời. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân đã mời đại phu giỏi nhất Trấn Thanh Hoa đến, nhưng không ai làm Minh Khánh tỉnh lại được. Do đó khi biết Bạch Nhân là đại phu, đối phương cũng không có thù oán gì với mình. Mặc dù cách thể hiện ban đầu có hơi kỳ quái, suýt gây ra hiểu lầm. Thế nhưng Trần Anh nghĩ kỹ, kỳ nhân thường khác người. Cuối cùng suy nghĩ vẫn thiên về chuyện để Bạch Nhân chữa trị cho Minh Khánh. Bạch công tử à, có chút hiểu lầm ở đây. Thật ra Bảo Nhi nhà ta đúng là có sắc thuốc trị thương, nhưng mà người bị thương lại không phải là nàng, mà là một người khác. Nếu như công tử có lòng, có thể thăm khám cho người bạn của ta được không? Bạch Cường nghe thấy lời này, khuôn mặt bỗng nghệch ra không nói. Hình như đã quên đi lời vừa nói ra từ miệng, vẻ nhiệt tình cũng đi đâu mất rồi. Trần Anh khó hiểu. Ừ, Bạch công tử, có vấn đề gì sao? Hà Lệ Chi hiểu được tâm trạng của thuộc hạ, cứ tưởng là cô gái kia mới là người bị thương, vì thần sắc có chút không giống với người bình thường khỏe mạnh. Hóa ra là vì lao lực chăm sóc cho kẻ khác. Sở dĩ Bạch Cường hứng thú là tưởng vừa bắt gặp một loại bệnh lạ, tưởng nữ nhân kia thân thể đặc biệt khác người. Nào ngờ khi hay tin người bị thương là kẻ khác, tỏ ra thất vọng cũng dễ hiểu thôi. Lúc này nữ nhân Hồng Y mới thay thuộc hạ nói. Vậy người bị thương ở đâu? Phiền công tử dẫn chúng ta xem qua đi. Nếu có thể giúp được công tử thì chúng ta cũng xem như là có duyên. Nếu không thể thì mong công tử lượng thứ cho lời nói ngạo mạn của thuộc hạ của ta. Là lời nói với Trần Anh, nhưng ý là dành cho Bạch Cường. Ẩn ý có chút khinh thường tại y thuật, khiến cho Bạch Cường khôi phục lại vẻ mặt trước đó. Cứ tưởng là tiểu cô nương đang bị nội thương, không phải là tốt rồi? Làm ta lo lắng thừa thải. Xem qua một chút cũng không sao. Các người dẫn ta đi gặp người bị thương xem sao. Trần Anh nắm lấy cơ hội, vội vã mời đám người lạ qua xem thử. Mọi người cùng hướng về gian phòng của Trần Anh. Hà Lệ Chi cũng đi theo. Nhưng ngoại trừ Bạch Cường thì những thuộc hạ còn lại đều để hết bên ngoài cửa. Dù sao cũng là thăm người bệnh, đông đúc không cần thiết. Bảo Nhi vào phòng đã bày ra bàn ghế, rót nước pha trà. Bạch Cường đi vào với một bộ dạng thất vọng. Nếu không phải Lệ Chi lên tiếng thì hắn đã sớm khước từ. Nhất là khi nhìn thấy một nam nhân tầm thường nằm trên giường, chẳng thấy kẻ này có chút nào khác người, đâm ra tâm trạng như làm việc vô ích vậy. Hà Lệ Chi còn không thèm ngồi xuống, lời nói có phần dục thuộc hạ nhanh chóng khám cho xong chuyện. Có chữa được hay không thì cũng mặc kệ kẻ kia nằm chờ chết. Chỉ là trót nói ra rồi thì cứ làm cho tròn trách nhiệm, bắt mạch qua rồi nói vài lời vớ vẩn là được rồi. Bạch Cường kéo ghế lại ngồi xuống bên giường, nhìn sắc mặt người bệnh. Minh Khánh ngoại hình cũng bình thường, không đẹp cũng chẳng xấu, thân thể có phần thư sinh gầy gò, dáng người cũng hơi cao một chút, mái tóc đen ngắn, trên người có không ít vết thương ngoài da. Thế nhưng khuôn mặt lại hiện ra một loại thần, lúc nhìn như một xác chết, lúc lại nhìn ra như một nam nhân đương ngủ say. Rốt cuộc người này bị cái gì? Bạch Cường cẩn thận cầm lấy bàn tay trái của đối phương lên bắt mạch, hai mắt nhắm lại thật lâu. Điều này khiến cho Hà Lệ Chi gần như không tin nổi. Còn Trần Anh với Bảo Nhi vẫn nghiêm túc chờ đợi, bởi căn bản hai người cũng hết cách rồi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người lạ bọn họ gặp liên tục thay đổi thái độ. Bạch Cường chạm vào mạch tượng, cảm giác như có một làn mây mỏng ngăn cách mọi thứ trong cái thân thể này, khiến cho người bình thường chỉ nhìn ra được đây là một loại thương tích cực nặng. Thế nhưng Bạch Cường thì không. Đôi môi của hắn khẽ nhếch lên. Quả nhiên cái thân thể này không làm hắn thất vọng. Bạch Cường phát hiện có linh khí tồn tại trong thân thể, nhưng sau đó thì lại thất vọng. Linh khí thế mà lại rối loạn và không đồng nhất. Có thể kẻ này cũng đã tu luyện đạo thuật, nhưng không có ai chỉ dạy, cho nên thiếu nhất quán, năng lực không cao. Chỉ là loại đạo sĩ mới bước vào tu hành 6 tháng, 1 năm mà thôi. Bạch Cường tiếp tục dùng tu vi bản thân
để dò la thể chất của đối phương. Một đoạn không tìm được điều gì, đã tính thu hồi tu vi bỏ đi, nhưng nhìn lại thần sắc trên khuôn mặt của đối phương, tự nhiên muốn biết nội thương này đến từ đâu. Lần này Bạch Cường gia tăng linh khí của mình để xâm nhập vào kinh mạch, huyết mạch của Minh Khánh. Vốn chỉ là để vẽ ra bản đồ thương tích của đối phương trong đầu, nhưng cũng giờ phút này, trên trán Bạch Cường không ngừng toát ra mồ hôi. Hắn thầm nghĩ, làm thế quái nào mà ta dù như thế nào cũng không thể nhìn rõ thân thể của kẻ này. Linh lực rót vào bao nhiêu cũng không đủ. Cái này là do thể chất của hắn đặc biệt ta chưa từng nhìn thấy, hay là vì một chuyện gì khác? Đúng là thú vị. Để ta xem những bí mật trong thân thể ngươi còn cái gì nữa. Trên khuôn mặt của Bạch Cường xuất hiện loại thần thái của sự điên cuồng. Điều này khiến cho Hà Lệ Chi cũng phải hoảng sợ, nghiêm túc mà nhìn thanh niên kia thật rõ. Nhưng dù có như thế nào, Hà Lệ Chi cũng không thể nhìn thấu được. Sự điên cuồng của Bạch Cường ngày một gia tăng. Dưới con mắt tin tưởng của Hà Lệ Chi, nàng nhìn ra đối phương đang dốc toàn lực, thậm chí đã đưa ra ý thức của mình xâm nhập vào thân thể của nam nhân trên giường. Điều này khiến cho sự hiểu biết của bản thân nàng về thuộc hạ của mình cũng trở nên mơ hồ. Tự hỏi rằng nam nhân kia có gì mà khiến cho người phải bất chấp như vậy. Bạch Cường bây giờ đưa ý thức của nguyên hồn xâm nhập theo linh khí vào trong thân thể của Minh Khánh, khiến cho bản thân bị hao tổn không ít nguyên khí. Thế nhưng lúc này là trạng thái khiến cho hắn mạnh hơn. Những tầng sương mù bí ẩn trong người Minh Khánh cũng dần hiện ra thêm một chút. Bạch Cường trong ý thức của mình thét lên sung sướng. Là loại thể chất dung hợp. Trong thân thể của hắn chứa máu huyết của một nữ nhân. Nữ nhân này tu luyện ma đạo. Quả là một thu hoạch lớn. Không biết vì sao hắn nội thương, nhưng vết thương toàn bộ đã sớm phục hồi. Chỉ là thân thể chưa quen với loại dung nạp này, cho nên ý thức vẫn chưa kiểm soát được thân thể. Thân thể này không có nguyên hồn, chứng tỏ người hợp thể là tự nguyện dâng hiến. Hay lắm, ta không cần lo lắng chiếm dụng thân thể kẻ này làm của riêng. Bạch Cường như điên dại, mỉm cười tà ác trong ý thức. Hà Lệ Chi, con mụ khốn kiếp, chỉ cần ta có được kẻ này, sớm muộn tu vi của ta cũng vượt ra khỏi sự khống chế của người. Lúc đó vị trí chủ tớ sẽ thay đổi. Con đàn bà khốn nạn, không giết người thì ta không trả được mối nhục mấy năm qua. Thân thể của Bạch Cường không khỏi mỉm cười nhẹ một cái. Điều đó khiến cho Trần Anh và Bảo Nhi ngây thơ, cứ ngỡ rằng đối phương đã biết cách trị cho Minh Khánh. Có gặn hỏi đôi lần, nhưng Bạch Cường vẫn không hề trả lời. Hà Lệ Chi lớn tiếng. Xin hai vị đừng làm ồn. Thuộc hạ của ta đang vận công, đưa thân thể vào trạng thái thiền định để suy đoán bệnh tình của người kia đó. Mặc dù nói vậy, nhưng nàng vẫn không thấy chút an tâm nào từ nụ cười của Bạch Cường. Không biết bên trong thân thể kia đang xảy ra chuyện gì, tự nhủ trong lòng. Bạch Cường à, trở về ngươi nhất định phải khai rõ cho ta. Nếu gian dối nửa lời thì đừng trách ta độc ác. Bạch Cường lại đang kìm hãm sự vui mừng mà nghĩ thầm. Muốn chiếm thân thể kẻ này thì phải diệt đi ý thức của hắn, sau đó bịa ra một cái lý do chính đáng với con đàn bà kia. Đợi thời cơ đến, ta sẽ quay lại giết đôi nam nữ kia đoạt xác rồi chạy trốn. Ả sẽ không tìm được trong một thời gian ngắn. Đến khi ả tìm ra thì mọi chuyện đã muộn rồi. Ý thức. Đúng rồi, ý thức của kẻ này ở đâu? Linh hồn. Linh hồn hắn ở chỗ nào? Sao ta không thấy chứ? Bạch Cường phát điên lên mà truy lùng. Hắn không ngừng điều khiển linh lực chạy khắp thân thể Minh Khánh. Cứ ngỡ đã nhìn ra được toàn bộ bí mật của thân thể này, thì lúc điều linh lực đến mệnh môn của đối phương, lại phát hiện ra một làn mây mù che khuất. Cho dù có phát ra linh lực như thế nào cũng không xâm nhập được. Mệnh môn của đối phương như một điểm hư không, không hề tồn tại.
Bạch Cường chỉ phát hiện ra sự tồn tại của nó bởi vì linh lực điều chuyển đến nơi ấy đều một đi không trở lại, cứ như mọi thứ bị hút vào trong không thể thoát ra vậy. Kẻ này là thứ quái gì mà mệnh môn của hắn cũng quái dị đến như vậy? Không ổn chút nào. Còn cố gắng nữa thì linh lực của hắn sẽ bị hút cạn đi. Nếu đoán không sai thì linh hồn và ý thức của kẻ này đều trốn tại mệnh môn, không giết được hắn lúc này rồi. Ý thức Bạch Cường trở nên thất vọng, nhưng qua một đoạn thời gian đột nhiên lại mỉm cười. Cũng tốt. Nếu hắn có mệnh môn khác người như vậy, mai này chiếm được thân thể này cũng không sợ bị kẻ khác cướp mất đi. Không giết được ngươi bây giờ cũng không sao, ta giúp ngươi tỉnh lại, ý thức và nguyên hồn trời của mệnh môn, trực tiếp giết người cướp xác là xong. Bạch Cường lập tức dùng phần linh lực còn lại khai thông những kinh mạch bị tắc nghẽn, thúc ép tốc độ dung hợp của thân thể Minh Khánh. Xong xuôi mới thu hồi linh lực, nguyên hồn cũng quay lại thân thể. Khoảnh khắc hồn nhập lại xác, ý thức khôi phục, do thân thể bị hao tổn một lượng lớn linh lực khiến cho thể lực cũng xuống dốc đột ngột, tạo ra một lực phản chấn làm cho Bạch Cường phun ra một ngụm máu lớn. Bảo Nhi và Trần Anh vội vã đi tới đỡ gã, không ngừng hỏi han. Bạch Cường lau đi máu trên miệng, sắc mặt tái nhợt khiến cho diện mạo vốn đáng sợ lại thêm phần quỷ dị. Ta không sao, thương tích của vị công tử này quá lớn, ta phải cố gắng lắm mới đả thông kinh mạch, điều chỉnh lại khí huyết, khiến cho bản thân cũng có chút thương tích đó. Trần Anh vốn đơn giản, nghĩ đến đối phương xa lạ mà lại dốc hết tâm sức cứu chữa, vội vàng cúi đầu. Cảm ơn đại ân của Bạch đại phu, bạn ta có tỉnh lại hay không thì cũng đều mang ơn ngài rồi. Hà Lệ Chi dĩ nhiên không vạch mặt thuộc hạ của mình, chỉ hỏi: thế nào rồi, có cứu được hay không? Bạch Cường khẽ gật đầu. Cũng may là gặp ta cho nên còn cứu được. Vào tay người khác thì đội thương vật này chỉ có thể chờ chết thôi. May mắn hơn là giữ được mạng, nhưng cả đời sống nằm một chỗ đó. Trần Anh vừa vui vừa sợ. Đúng là may mắn mà, nếu không gặp được đại phu thì quả thật chúng ta cũng không biết bao giờ bạn của ta mới tỉnh được. Mà Bạch phu à, tại hạ xin thất lễ một chút, bao giờ thì bạn của ta tỉnh lại vậy? Sắp rồi, sẽ chỉ lát nữa thôi. Hà Lệ Chi ngồi xuống ghế, tự mình rót trà uống, nhìn Bạch Cường nói: vậy chúng ta lại chờ thêm một chút, đợi vị công tử này tỉnh lại. Bốn người bây giờ cùng ngồi chờ, có chăng chỉ là Bảo Nhi đôi lúc xuống lầu lấy ít trà bánh lên cho mọi người. Ai cũng chờ Minh Khánh tỉnh lại, mà trong lòng chất chứa một loại tâm trạng khác nhau. Một canh giờ qua đi, Minh Khánh có chút dấu hiệu động đậy. Thế nhưng vượt xa dự đoán của Bạch Cường, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Trên khuôn mặt của hắn lúc này, khóe mắt chảy ra một dòng lệ. Bạch Cường trợn mắt kinh ngạc, trong lòng hắn nghĩ: kẻ này nếu ý thức trốn vào mệnh môn thì không thể mơ chứ. Kẻ này vậy mà lại đang mơ sao? Hắn mơ cái gì chứ? Tại sao lại khóc chứ? Quý thính giả vừa nghe xong tập 15 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 16 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.